Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ làm clip ăn tôm hùm nữa. Ăn tôm hùm với con cua nha mấy bạn nhé. Đây này, mình sẽ quay cho mấy bạn thấy tôm hùm này. To khổng lồ luôn. Đây, mấy bạn thấy chưa? Đây là tôm hùm nhé. Chắc tay mấy kỳ. Chắc tay 10 kỳ luôn hả mấy bạn ạ? Đây này, tay cũng không nói lúc này. To khổng lồ luôn. Từ trước đến giờ chưa thấy luôn á mấy bạn ạ. Đây là lần đầu tiên mấy bạn ạ. Đây lần đầu tiên thấy tôm hùm này. To khổng lồ luôn. Ai có cái kia là con cua mới đắng. Đây. Đây thấy chưa mấy bạn ạ? To này. Chắc to 20 mấy kg luôn á. Các bạn hai to này. Lớn thật. Đây lần đầu tiên trong về của mình đó. Thấy tôm hùm lớn như thế này á. To khổng lồ luôn. Để chúng nó cho tâm sao thôi. Đây quay cho mấy bạn coi này, nó từ nay giờ chưa nước chưa sôi luôn, gần là hơn 40 phút rồi bạn, mấy bạn ạ, chưa tay bây giờ xong này lớn, tay nhỏ xong không lâu luôn, chút nữa chín quay cho mấy bạn coi coi nha, bây giờ vàng ươm đây này. Bây giờ hết 1 tiếng rồi mấy bạn ạ. Bây giờ đây là xong nha. Ăn với tôm hùm. Đây mình sẽ quay cho mấy bạn tôm hùm đây. Bây giờ này là con cua. Cái ngon luôn. Nóng này. Mình mua là 100 mấy chục đồng luôn á, tất cả đây là 400 mấy đồng, một con là 100 mấy chục đồng luôn. Mình không dám mua nhiều, mua hai con thôi. Cái kèm quá mấy bạn ơi. Chút nữa mình sẽ quay cho mấy bạn tiếp nha. Làm ra mấy cái lè nó đẹp rồi. Chắc đây lần đầu mình lần cuối lần đầu trong lần cuối à, đấy không mấy bạn đây này thịt của nó này đây là một chấm nha mấy bạn, còn có hai loại cái này thì mình chấm rau xong rồi mấy bạn luôn rau cải này, cái này thì mình chấm cua và tao hỏng lắm bạn. Khoảng là các bạn ăn nha. Này, cứ chặt ra đi. Đi lên. Nào, đi đi, ngoái.
đây mấy bạn thấy chưa, này cực kỳ to luôn này, mình phải thử cái này. Đây là lần đầu tiên nhá mấy bạn, đây là cái nước chấm này, đây là nước chấm cho mấy bạn nhá. Mấy bạn ăn nhá. Mình sẽ tạm dừng lại clip ở đây nha. Như cái bạn thay hay như like và chia sẻ cho mình nha. Bye mọi người.